với phòng của chồng. Cô nói có một cách để cho cả hai vợ chồng họ đều được bình an, đó chính là để thư ký xin đứng ra thừa nhận mọi chuyện. Đài truyền hình lập tức đưa tin về việc thư ký xin tới cục cảnh sát tự thú. Thư ký xin thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với Bi Cây Chung. Tối hôm Bi Cây Chung gây ra tai nạn, cô cũng có mặt ở đó bởi vì bản thân là thư ký của ứng cử viên tổng thống. Vì thế lúc ở trên tòa, Bi Cây Chung mới không tiện nhắc đến tên cô. Xem ra thư ký xin chẳng qua cũng chỉ là công cụ của những kẻ có tiền có quyền kia mà thôi. Hành động của thư ký xin thành công cắt ngang buổi họp báo của Hong Suk, chính đảng mới lập tức hủy bỏ cuộc họp báo. Sau đó hộ tống Hong Suk rời đi. Lúc này vệ sĩ của Jong Jun cũng đã có mặt tại tổng bộ Tân Đảng. Hong Suk bèn nhân cơ hội đó chạy trốn. Thám tử Du tới tiếp ứng anh mau chóng lái xe rời đi. Thế nhưng công tố viên Trung Ung lại phát hiện ra sơ hở, bởi vì khi hối lộ bác sĩ Trang Min để giết hại con Hong Suk là dùng tiền mặt, một thư ký bình thường tuyệt đối không thể có năng lực tài chính mạnh tới vậy. Anh cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới Jong Jun. Tối đó người ngồi trên xe cùng Bi Cây Chung chắc chắn không phải thư ký Shin, mà có khả năng đó là Chi Su. Tối đó người có mặt ở trên xe Bi Cây Chung tại hiện trường vụ án chính là chị gái cô Seo Chi Su. Chi Won lúc này cũng rất kinh ngạc, lập tức gọi điện yêu cầu điều tra về dòng tiền ra vào của vợ Jong Jun. Còn bên này Hong Suk đang ngồi thẫn thờ một mình, ngay cả những người mà anh tin tưởng nhất cũng phản bội anh. Thế nhưng tin tức tệ hại hơn cả còn đang được phát ngay trên sóng truyền hình. Đó là nhà của anh cũng sắp sửa bị tòa án đem ra đấu giá. Anh nhìn những đồ nội thất mình và vợ nhịn ăn nhịn mặc để mua. Anh nhớ lại những tháng ngày vợ và con gái vẫn còn sống. Căn nhà này chứa đựng rất nhiều hồi ức hạnh phúc của anh. Thế nhưng điều khiến anh càng bất ngờ hơn cả là cái chết của vợ và con gái trong mắt của gia tộc Tài Việt lại chỉ nhẹ tựa lông hồng. Chẳng qua chỉ là công cụ để bọn chúng áp chế lẫn nhau mà thôi. May thay vẫn có một công tố viên chính trực đang đứng về phía anh. Trung Quốc lúc này đang hăm dọa thư ký xin người đứng ra nhận tội thay. Anh cũng đã điều tra ra khoản tiền được chuyển từ tài khoản của vợ Jong Jun vào tài khoản Bi Cây Chung. Còn Jong Jun lúc này cũng đang vận dụng hết tất cả quan hệ. Anh ta không muốn có bất cứ tin tức nào về vợ mình và Bi Cây Chung xuất hiện trên báo. Lúc này Chi Su bước vào, nói rằng biệt thự của Bi Cây Chung tại châu Âu, kho đồ xa xỉ ở Macau, ngay cả chiếc Bentley đâm chết người tối đó cũng là quà mà cô ta tặng cho Bi Cây Chung. Vì để phủi sạch quan hệ với Bi Cây Chung, cô ta chỉ có thể nói với truyền thông rằng thư ký xin vẫn luôn quản lý tài khoản của mình. Nói rằng số tiền này đều là do thư ký xin đã lén nước tham ô, đoàn luật sư đưa ra ngày mai.